Học văn chị Hiên vinh dự phát động cuộc thi viết Trạm Tri Ân, gửi lời cảm ơn đến những người thầy, cô trong cuộc đời mà em yêu quý nhất. Thời gian cuộc thi diễn ra từ 20 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2022 đến 12 giờ ngày 18 tháng 11 năm 2022. Với chủ đề viết về thầy cô, mái trường, những kỷ niệm về thầy cô và bày tỏ sự biết ơn nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thể lệ của cuộc thi về hình thức, chấp nhận bài dự thi dưới mọi hình thức, viết tay, hình ảnh kèm chữ, audio, video. Thí sinh gửi bài dự thi về page Học Văn Chị Hiên. Bài dự thi sẽ được đăng vào album trên page. Thí sinh thực hiện kêu gọi tương tác trực tiếp trên bài đăng của page. Tác phẩm dự thi theo hình thức viết phải bằng tiếng Việt, tối thiểu 500 chữ, không giới hạn tối đa số chữ, sử dụng ngôn ngữ trong sáng, phù hợp với thuần phong mỹ tục, không vi phạm pháp luật. Bài dự thi theo hình thức video phải có chất lượng hình ảnh sắc nét, ngôn ngữ, hình ảnh trong sáng, phù hợp với thuần phong mỹ tục, không vi phạm pháp luật. Tác phẩm dự thi chưa được sử dụng, chưa từng công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào, chưa đưa lên các website, blog, mạng xã hội. Mỗi tác giả tham dự tối đa 2 tác phẩm, thống nhất bút danh. Tác giả chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tác phẩm dự thi, đảm bảo không xảy ra tranh chấp bản quyền. Ban tổ chức toàn quyền sử dụng các tác phẩm dự thi đoạt giải để phục vụ các hoạt động quảng bá, tuyên truyền. Về đối tượng tham gia là những bạn học sinh, sinh viên trên lãnh thổ Việt Nam muốn gửi gắm sự biết ơn của mình đối với những người thầy, người cô đã từng dìu dắt chúng ta. Về thời gian, cuộc thi diễn ra từ 20 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2022 đến 12 giờ ngày 18 tháng 11 năm 2022. Về cơ cấu giải thưởng, với cuộc thi Trạm Tri Ân lần này, Học Văn Chị Hiên có những phần quà vô cùng hấp dẫn, bao gồm giải bài viết hay, một giải nhất, 500.000 đồng, cộng với giấy chứng nhận, học bổng và phần quà bí mật dành cho bạn. Một giải nhì, 300.000 đồng, cộng với giấy chứng nhận, học bổng và một phần quà bí mật dành cho bạn. Một giải ba, giấy chứng nhận, cộng với học bổng từ Học Văn Chị Hiên, kèm theo một phần quà bí mật dành cho bạn. Giải tương tác, giải nhất, 500.000 đồng, cộng với giấy chứng nhận, học bổng và một phần quà bí mật. Giải nhì, 300.000 đồng, giấy chứng nhận, học bổng cộng một phần quà bí mật. Và sẽ có một phần quà vô cùng đặc biệt, đó là quà tặng đôi dành cho hai bạn đạt giải nhất. Tức là khi bạn giành được giải nhất trong cuộc thi này, thì những người thầy nhận được bức thư từ bạn cũng sẽ nhận được một món quà từ Học Văn Chị Hiên. Và Học Văn Chị Hiên sẽ trở thành cầu nối để có thể kết nối tình cảm, gửi đi món quà yêu thương của bạn đến cho người thầy mà bạn luôn kính trọng và yêu thương. Về cách tính giải tương tác, một like sẽ bằng 1 điểm, một tim sẽ bằng 2 điểm, một chia sẻ sẽ bằng 5 điểm và sẽ chia sẻ ở chế độ công khai. Mỗi nick Facebook được phép chia sẻ tối đa 5 lần trên trang cá nhân và 10 lần trong các hội nhóm. Học Văn Chị Hiên vẫn đang chờ đợi những bài dự thi từ các bạn nhỏ đấy. Hy vọng rằng đây sẽ là cuộc thi giúp cho chúng mình nói ra được tiếng lòng và gửi gắm những yêu thương đến những người thầy mà chúng ta luôn kính trọng các bạn nhé. Người thầy vẫn thế, vẫn luôn lặng lẽ sớm hôm, chở những chuyến đò đưa chúng ta đến với những bến bờ hạnh phúc. Và đây, cuộc thi này sẽ là cơ hội để chúng ta nói ra tất cả những lòng biết ơn và tình yêu thương ấy đến với những người thầy cả cuộc đời cặm cụi, lo lắng cho những thế hệ học sinh. Hy vọng rằng Học Văn Chị Hiên sẽ nhận được những bài viết thật hay
từ các bạn. Và các bạn ơi, hãy gửi bài viết về cho fanpage Học Văn Chị Hiên ngay nhé.